Mấy bữa nay hai vợ chồng Hoa chuyển nhà nên là hết sắp đồ vô thùng để chuyển đi, giờ lại phải soạn đồ ra để sắp xếp lại nè. Ivy còn nhỏ lạ chỗ nên là cứ bám mẹ riết à, nên là Hoa cũng không phụ anh xã Hoa được nhiều. Dọn lên chỗ ở mới thì đa phần là đồ đạc là do anh xã Hoa sắp xếp hết. Hai vợ chồng Hoa lấy nhau cũng được 4 năm, giờ có hai mặt con rồi nên là đồ đạc cũng rất là nhiều. Trước cái hôm mà chuyển đi, hai vợ chồng Hoa soạn đồ tới khuya mới xong, sáng hôm sau lại dậy sớm để bưng đồ lên xe. Nói chung là mấy ngày chuyển nhà là chỉ ăn xong với bê đồ soạn đồ thôi á mọi người. Chuyển nhà đã bận rồi mà hai vợ chồng Hoa còn có con nhỏ nên là lại càng bận hơn. Mọi người nhìn em Ivy nè, đã không dọn được thì thôi lại còn bày ra nữa chứ. Cũng may mà Hoa gửi Cherry cho ông bà nội chứ không một mình Hoa mà giữ hai bé là khỏi làm gì luôn. Bạn nào mà đã từng chuyển nhà rồi thì sẽ hiểu được cái cảm giác của Hoa bây giờ. Ta nói sắp đồ vô thùng để chuyển đi nó đã mệt rồi, giờ còn phải dọn ra để sắp xếp lại nữa. Hai vợ chồng Hoa loay hoay dọn cả buổi chiều mà vẫn chưa đâu vào đâu. Vừa đói vừa mệt nên là anh xã Hoa rủ hai mẹ con Hoa ra ngoài chơi. Lúc về thì hai vợ chồng Hoa ghé mua bún riêu với trà sữa. Đây là cái quán bún riêu mà thời sinh viên Hoa vẫn thường hay ăn nè. Nó ngon tới mức mà Hoa phải chạy từ Dĩ An lên Thủ Dầu Một chỉ để ăn tô bún riêu đó mọi người. Mặc dù là hiện tại nhiều cửa hàng ở Thủ Dầu Một đã mở cửa bán lại rồi nhưng mà người ta chỉ bán mang về thôi mọi người ạ. Nên là về tới nhà Hoa vẫn phải hâm lại cho nó nóng rồi mới ăn. Bữa nay thì anh xã Hoa mua hai phần đặc biệt, cũng lâu rồi Hoa không có tự mua nên là Hoa cũng không biết giá bao nhiêu nữa nè. Ở đây các bạn nào thèm mắm không? Từ bữa nghỉ dịch tới giờ là Hoa cứ bị thèm các loại mắm luôn đó mọi người. Mỗi lần mà ăn bún riêu là Hoa thích bỏ thật là nhiều rau, thêm một chút xíu chanh nữa. Bún riêu là không thể nào thiếu mắm tôm được rồi nè. Ivy ăn cháo no rồi mà nhìn cái mặt ém thèm thuồng chưa kìa. Anh xã Hoa phải đút cho một miếng trà cua em mới chịu ngồi yên đó mọi người. Lâu lắm rồi mới được ăn lại tô bún riêu, trời ơi ta nói nó đã cái nư luôn đó mọi người. Hiện tại thì hai vợ chồng Hoa đang ở Thủ Dầu Một và lý do mà hai vợ chồng Hoa chuyển nhà lên đây là trước đây hai vợ chồng Hoa đã từng học đại học ở đây 4 năm rồi á mọi người. Sáng giờ hai vợ chồng Hoa bận dọn nhà không có kịp ăn cái gì hết trơn nên là tối nay Hoa ăn bù nè. Ăn hết tô bún riêu đặc biệt xong rồi quất thêm ly trà sữa. Còn mới trái cây ở trong tủ lạnh mang ra ăn nốt nè. Hoa có thể nhịn ăn cả ngày nhưng mà một khi mà đã ăn thì ăn nhiều lắm luôn á. Nhiều bạn thắc mắc là thấy Hoa ăn nhiều mà sao không thấy Hoa mập, là bởi vì Hoa cho Ivy bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đây cũng là một cách mà Hoa giảm cân sau sinh đó mọi người.